Video này mình sẽ nói cho các bạn biết về những sự thật vô cùng thú vị trong phim Vua Sư Tử. Một, cảnh quay của những con linh cẩu đang diễu hành được xác nhận là phát triển từ bộ phim Niềm Tin Chiến Thắng. Hình ảnh Scar chính là Hitler, những con linh cẩu bước đi là hình ảnh của những người lính. Hai, bạn có nghĩ rằng Disney ủng hộ chế độ quân chủ? Sư tử là loài ăn thịt được mọi người kính nể từ đầu phim. Điều này ngụ ý rằng chúng là hoàng tộc. Thêm vào đó, cảnh các con vật cúi đầu trước Simba khi Rafiki nâng nó lên đã làm cho chế độ này được thể hiện rõ ràng hơn. 3. Sau 23 năm khi bộ phim ra mắt, đạo diễn và nhà sản xuất phim bất ngờ thú nhận rằng Mufasa và Scar không phải là anh em cùng huyết thống. Nhưng để tăng thêm độ hấp dẫn, câu chuyện đã được sửa lại để Mufasa và Mặt Hẹo trở thành hai anh em ruột.